Connection 17. Trong bài học này chúng ta sẽ nói đến vấn đề về list. Nó là tiếng Việt là danh sách. Danh sách. Thì list hay là danh sách nó sẽ cho phép ta có thể lưu trữ nhiều nhiều dữ liệu hoặc nhiều giá trị, và nhiều giá trị lại có thể là có kiểu khác nhau. List cơ bản sẽ là như vậy nhé, cho phép lưu trữ được nhiều nhiều giá trị hoặc là nhiều dữ liệu, kể cả là những dữ liệu có kiểu khác nhau. Đồng thời cho phép truy xuất và thao tác với các dữ liệu đó, cho phép truy xuất cũng như là thao tác. Ví dụ như ta muốn thêm vào list list cái gì, muốn bỏ đi cái gì đó, muốn có những thao tác nào, vân 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 vân. Nói chung là nó cũng sẽ cung cấp cho ta những cái thao tác cơ bản như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần đầu tiên. Để có một list thì chúng ta có thể làm đơn giản như sau. List một bằng càng ngọc vuông lệnh này nó sẽ tương đương với việc là tạo ra một cái danh sách có tên là list 1, và bên phải này là một càng ngọc vuông. Nếu như trong càng ngọc vuông không có gì thì có nghĩa là mình đang tạo ra một danh sách hay là một list rộng, tức là không có phần tử nào. Bây giờ thầy sẽ đưa vào đây một danh sách các giá trị, ví dụ như là 6, 5, 8, 7, 9. Thì như này có nghĩa là ta đang tạo ra một list có tên là list 1 và nó đang có 5 phần tử. 5 phần tử. Lưu ý rằng là list có thể chứa các phần tử với giá trị khác nhau, chứ không cần phải cùng kiểu. Ví dụ trong đây có thể ngoài những cái phần tử là số nguyên như này thì có thể có số thập phân, có chuỗi, thoải mái. Thoải mái nha. Thì đầu tiên ta muốn biết xem là list nó có những phần tử như nào thì ta dùng cái kích thước như sau, đó là ta print cho nó. Thế bây giờ ta chạy nó này, Ctrl F5, ta sẽ được là 6, 5, 8, 7, 9 nha. Thì như vậy khi ta cần print ra cái list đó thì đơn giản ta chỉ việc print một cách thông thường thôi. Tiếp theo là ta có print list 1. List 1 1 thì giao lệnh trên lại cho nó đỡ bị rồi nhá. Ta được là 5 5 5 thì cái anh đây, 5 đây là cái anh thứ hai này, để thứ hai. Bây giờ thầy in cái list 1 không. Ta 6. 6 thì nó là phần tử đầu tiên này. Vậy đây ta có là cái
cái phần tử đầu tiên ấy thì sẽ có chỉ số không nhỉ. Thì cái này nó là chỉ số, nó gọi là chỉ số này, cái làm trong vòng vuông này nó gọi là chỉ số nhá. Chỉ số không. Tính theo hướng từ trái sang phải thì phần tử đầu tiên sẽ có chỉ số không. Vậy suy ra phần tử cuối cùng sẽ có chỉ số là kích thước của list trừ đi một, đúng không? Tiếp theo print list một hai hai chấm bốn chạy, nó ra là 87. 87 87 ở đây. Ở đây ta có là 6 có chỉ số 0, 5 sẽ có chỉ số 1, vậy 8 sẽ có chỉ số 2. Đây chỉ 2 đây. 4. Còn 7 là chỉ số 3. Vậy đây ta có thể suy ra là nó sẽ lấy các phần tử từ chỉ số 2 đến trước chỉ số 4, đúng không? Trước chỉ số, tức là đến 3. Câu này là 2, chỉ số 2 và chỉ số 3. Đó. Tiếp theo ta sẽ có là print list 1 hai hai trường giao trên lại nhau. Nó ra 879. 879 tức là những phần tử từ chỉ số 2 cho đến cuối của list luôn. Vậy cái này nó sẽ có nghĩa là lấy tất cả các phần tử bắt đầu từ chỉ số 2 nhỉ. Print list 1 2.3 giao trên lại. Cái bên trên là 2 2 chấm, còn dưới này là 2.3 nhé. Nó ra 658. 658 là 3 phần tử đầu tiên này. Thì cái này nó sẽ có nghĩa, như vậy nó sẽ có nghĩa là lấy tất cả các phần tử từ đầu đến đến trước cái chỉ số 3. Trước chỉ số 3 nó là chỉ số 2 đấy, là chỉ số 0 này, 1, 2 này. Anh tiếp theo ta có print âm 1. Đây đây chỉ số âm 1 phải nhỉ? Ta được 9. 9 là cái ông bạn cuối cùng này. Thì ở đây nếu mà xét đến chỉ số âm, trong tình huống này nó sẽ có nghĩa là lấy phần tử đầu tiên tính từ bên phải. Như vậy ở đây Python nó sẽ cho phép ta có thể lấy duyệt các phần tử theo hai hướng, trái sang phải hoặc là phải sang trái. Nếu trái sang phải thì nó sẽ bắt đầu bằng không, còn phải sang trái thì nó sẽ bắt đầu bằng âm một. Vậy ông này nếu mà từ phải sang trái thì ông này nó sẽ có chỉ số là âm một này, tiếp theo là âm hai này, vân vân.
Tiếp theo nhá. List 1 chấm append x x y z print list. Như vậy là cái phương thức append kia nó sẽ có tác dụng là thêm thêm phần tử vào cho list, hay là nạp nạp phần tử vào cho list, nhưng mà cái phần tử được nạp đấy nó nằm ở cuối nha. Vậy ông này sẽ có nghĩa là nạp hay là thêm cũng được, nạp phần tử vào cuối của danh sách nha. Nào. Tiếp theo là del list 1 3 print list 1. Lúc này list của ta nó đang bị mất cái phần tử có giá trị 7. Đúng không? Wow. Mất phần tử có giá trị 7 nhỉ. 7 đây. Cái này là 0 này, 1 này, 2 này, 3. Như vậy có nghĩa là cái del list 3 này nó sẽ có tác dụng là xóa xóa phần tử có chỉ số 3. Để vậy khi ta muốn xóa phần tử có chỉ số nào đó thì ta dùng, hay là xóa phần tử theo chỉ số thì ta dùng del get. Tiếp nhỉ. List 1 chấm remove 8 print list 1. Sáu năm bảy chín mất 8. Như vậy có nghĩa là cái phương thức remove này nó sẽ xóa đi cái phần tử có giá trị 8. Vậy thì ông này sẽ có tác dụng là xóa phần tử có giá trị 8. Xong. Tức là khi ta muốn xóa phần tử theo giá trị thì nó sẽ thì ta sẽ dùng phương thức remove. Được chưa? Thì nó xóa được nhỉ? Bây giờ như thế này. Mình sẽ list 1 chấm append 8 print list 1. Tức là thầy nạp nạp một phần tử nữa vào trong list 1 và phần tử đấy mang giá trị là 8 thì nó đây. Wow. Bây giờ thầy remove remove 8 xong print lại list 1. Xem nó sẽ xóa như thế nào khi trong list có hai phần tử giá trị 8. Nó xóa như thế nào? Như vậy là nó xóa mất cái anh này này. Như vậy là cái remove này nó sẽ có tác dụng là tìm kiếm và xóa những phần tử, nhưng mà tìm bắt đầu từ bên trái. Wow. Thì nó tìm thấy, nó xóa xong thì nó thôi, nó không thực hiện động tác tìm và xóa nữa. Nó chỉ thực hiện động tác một lần thôi. Đấy, tác đặc điểm của remove nhỉ, là nó sẽ tìm và xóa phần tử có giá trị tương ứng, nhưng mà nó sẽ bắt đầu tìm từ bên trái. Khi tìm thấy nó sẽ xóa, xong nó dừng luôn, không thực hiện động tác tìm và xóa nữa. Tức là nó chỉ thực hiện tìm và xóa một lần thôi. Nha. Các bạn lưu ý nha.
thì nó không xóa tất cả. Tiếp theo nhỉ, ta có là list 2. A B C. List 3 bằng list 1 cộng list 2. Print và list 3. Sáu năm tám bảy chín ABC. Như vậy là ở đây chúng ta đã có một cách thức để gọi là ghép list. Rất đơn giản, chúng ta chỉ việc dùng toán tử cộng cộng hai list với nhau. Chúng ta được một cái list mới là sự ghép của hai list đấy lại nhau. Ghép ghép các list bằng toán tử cộng. Thế cái này đương nhiên nếu giả sử như ta muốn ghép cái list 2 này vào list 1 để list 1 cũng chứa luôn cả list 2 đấy, thì đơn giản chỗ này sẽ là list 1 bằng list 1 cộng list 2. Là nó sẽ ghép vào list 1. Có thể nhé. Đó, thì list 1 lúc lúc này nó sẽ được ghép thêm. Tất nhiên là ta sẽ thử cách thức đó là viết ngắn gọn hơn, list cộng bằng list size. Đó, cái này. Sẽ ghép dùng toán tử thay đổi cho nó ngắn gọn nhé. Đấy. Bây giờ ta có list 2 bằng list 1 nhân 2 print list 2. Sáu năm tám bảy chín xong lại lại sáu năm tám bảy chín, tức là nó lặp hai lần. Như vậy khi chúng ta muốn muốn nhân bản list thì chúng ta dùng toán tử nhân thôi. Đấy, ta nhân bản list và ta gán cho nó cùng một list khác. Thế còn nếu mà muốn nhân bản chính nó, tức là muốn nó trở thành hai lần liên tiếp, thì list 1 nhân bằng 2. Nhân bản chính nó. Đó. Tiếp theo là if 8 in list 1 print found else print not found found. Thì như này, như thế này này, nó sẽ có nghĩa là nó sẽ tìm tìm xem là có 8 ở trong list 1 không, hay là trong list 1 nó có chứa phần tử có chữ 8 không. Nếu có sẽ trả về true. Trả về true nếu list 1 chứa. Còn tất nhiên ngược lại thì sẽ
trở về false thôi. Thì trong trường hợp này chúng ta muốn tìm xem là cái anh này có nằm trong anh list hay không, có anh nào đó hay là list có chứa anh nào đó hay không. Dùng cách thức là cái gì? Tiếp theo print max của list 1. Ra 9. 9. Như thế có nghĩa là nó sẽ tìm và trả về giá trị max của list. Ngược với nó là min, min của list thì nó sẽ tìm và trả về giá trị min. Ta check thử 9 là max, 5 là min. Lên trên này 6, 5, 8, 9 là max, 5 là min. Print list 1 chấm count count 9. Nó trả về 1. Như vậy ta hiểu đơn giản rằng là cái anh cái phương thức count này, này là nó sẽ đếm và trả về số lượng phần tử 9 list, là đếm xem là list có bao nhiêu phần tử 9. Là ta muốn đếm xem là list, một cái list nào đấy nó có bao nhiêu phần tử này, bao nhiêu phần tử kia, thì ta dùng count. Tiếp theo list 1 chấm extend T H O N print list. Ra nó ra được kết quả list 1 đang chứa 65879 65879 các ký tự Python. Như vậy có nghĩa là cái phương thức extend này nó giống như là cái này này, đúng không? Nó giống như thế, tức là nó sẽ có tác dụng ghép list vào list, vào cuối list. Append thì nó có tác dụng ghép cái nạp một phần tử của nó vào cuối list. Còn nếu chúng ta muốn ghép một nạp một list vào list, ta dùng extend. Extend. Hoặc là dùng cái toán tử cộng bằng này cũng được. Tiếp theo, print list 1 chấm index index của 6.
Nó chả bằng không, chả bằng không nha. List của ta cái 6 là nó có chỉ số là không đấy. Thì như vậy cái anh bạn index này nó sẽ trả về chỉ số phần tử có giá trị, đây là 6. Và nó cũng giống như cái trên này, cái remove ở bên trên này. Nó cũng thực hiện động tác là tìm, bắt đầu từ bên trái tìm xem trong list có phần tử nào có giá trị 6 không, nếu có thì nó sẽ trả về cái vị trí của phần tử đấy theo chỉ số nha. Sau nó dừng, nó không tìm nữa. Vậy như vậy có nghĩa là trong list nó có nhiều phần tử có giá trị 6 ấy, thì nó đi từ trái sang phải, nó tìm thấy xong rồi nó trả về chỉ số tương ứng, xong rồi nó sẽ dừng, nó không không tìm thêm nha. Tác dụng đến đây nhỉ. Tiếp theo ta có là list 1 chấm insert 3 x y z print ta được kết quả 658 x y z 79. Đây là 0 này, đây là 1 này, đây là 2 này. Như vậy đây là 3 này. Như vậy có nghĩa là cái index này nó sẽ có tác dụng là, à cái insert này sẽ có tác dụng là chèn chèn cái x y z vào vị trí chỉ số 3 list nha. Nhưng mà lưu ý rằng cái việc chèn này nó sẽ không làm mất đi giá trị của phần tử chỉ số 3 nha, nó không làm mất đi đâu, không mất đi. Tức là trong trường hợp này ông này là 0 này, 1 này, 2 này, 3, 3 tức là 7. Thì trước khi chèn nó sẽ đẩy 7 và 9 này dịch sang bên phải một vị trí nha. Sau đó nó chèn vào đúng vị trí 3, chỉ số 3 đấy, cái chuỗi x y z. Thành ra là list của ta sau khi insert xong nó sẽ là 6 5 8 x y z 79 nha. Không không làm mất cái dữ liệu cũ nha. Tiếp theo list 1 chấm pop print sáu năm tám bảy mất chín, mất chín rồi, mất cái phần tử giá trị chín đấy. Phần tử giá trị chín là phần tử cuối cùng rồi này. Như vậy là cái pop này nó sẽ có tác dụng là, nếu mà viết như thế này nó sẽ có nghĩa là xóa xóa phần tử cuối của list. Bởi vì nếu mà được, nếu mà cái phần tử pop kia không có đối số chuyển đi thì nó sẽ mặc định đối số sẽ bằng âm 1, tức là ở bên phải, ở bên phải cùng. Còn nếu giả sử như ta muốn pop một cái phần tử có chỉ số cụ thể, ta đưa vào đây như là pop phần tử chỉ số 3 thì ta cũng có quyền đưa vào như thế nhá. Lúc này nó mất cái 7, mất 7 tức là 0 1 2 3, 3 là này bị mất.
Tức là trong trường hợp chúng ta mà không có đưa vào cái đối số nào cả thì nó sẽ lấy cái giá trị mặc định là giá trị đối số mặc định là âm 1. Tương đương với việc là xóa cái từ cuối. Thì cái này nó giống như cái tham số mặc định mà chúng ta đã học ấy. Đúng không? Trong trường hợp tôi không đưa vào đối số, không truyền đi cái gì hết thì nó sẽ lấy giá trị mặc định của tham số là âm 1. Kiểu thế. Như vậy cái nếu như pop mà có đối số thì cái này nó sẽ khá tương tự với cái del ở trên này. Chúng ta đã trên cái del del list 1,3 có nghĩa là xóa phần tử có chỉ số 3. Khá giống với cái này. Tiếp theo list 1 chấm sort green. Năm, sáu, bảy, tám, chín. Như vậy các em thấy cái sort này nó đã thực hiện động tác sắp xếp theo trật tự tăng dần. Sắp xếp tăng dần. Các phần tử list. Tiếp theo ta có list 1 chấm reverse. Reverse print. Chín, tám, bảy, sáu. Như vậy cái reverse này nó sẽ có tác dụng đảo ngược trật tự. Đảo ngược trật tự các phần tử. List đảo ngược nha. Tức là ông là đầu tiên sẽ chuyển thành cuối cùng. Ông cuối cùng thành ông đầu tiên. Giống kiểu xoay 180 độ. Vậy trong trường hợp này thì chúng ta muốn sắp xếp giảm dần thì ta sort trước, chúng ta reverse sau. OK, thì đấy là một số các cái phần kiến thức cơ bản liên quan đến list, nha.